Thưa quý thầy với quý cô với lại các học viên, khi mà chúng ta trình bày cái các quan điểm chính trị qua cái giai đoạn lịch sử á, thì chắc chắn chúng ta cũng sẽ nói đến quan điểm của Marx. Thì trong cái giáo trình chúng ta cũng có nói. Thì chúng ta phải biết rằng đó, Marx là nhà tư tưởng vĩ đại nhất của nhân loại trong 1000 năm qua. Đó. Đây là cái thông tin công tác tư tưởng trong số 10 năm 1999 trang 40 khẳng định các Marx là nhà tư tưởng vĩ đại nhất của nhân loại trong 1000 năm qua. Và người ta bình chọn đây là một triết gia lỗi lạc nhất trong thế kỷ 20. Thấy chưa? Nhà tư tưởng vĩ đại nhất trong 1000 năm qua mà cũng là một nhà triết gia lỗi lạc của thế kỷ, trong cái thời kỳ ông sống đổ về trước. Bởi vì cái tư tưởng của ông á là đã thể hiện lên cái quan điểm đem lại lợi ích cho quần sâm thông qua cái con đường đấu tranh giai cấp. Tức là đối với Marx, không thể có một xã hội an lành hạnh phúc nếu có giai cấp ở trong đó. Thì nếu chúng ta suy nghĩ sâu hơn sẽ thấy quan điểm này không khác cái cõi tịnh độ của Đức A-di-đà đâu. Ở trên cái cõi tịnh độ đó, nó không có sự phân biệt giai cấp, không có sự đấu tranh, không có những cái vấn đề khổ đau. Có người hỏi là nghe nói là trong cõi Di Đà, hạnh nguyện Đức Di Đà là không có đàn bà sanh ra ở đây. Tại vì người cứ nghĩ cái nó như cái trần gian này là không có đàn bà, sao có đàn ông, nhưng mà không phải, cái tánh đàn bà không có. Chứ trên những cõi đó không có nữ, chẳng có nam. Không phải là không nữ không nam là bê đê, không phải. Chúng ta không hình dung ra được một cõi giới thanh tịnh mà nó đâu phải là cái sự phàm phu tục tử mà nam nữ ái dục như vậy. Cõi giới mà nơi đó chỉ có sự tu hành trong sạch đó, như nữ với nam thôi. Thì người nam vẫn hơn cái người nữ, cái vấn đề gì? Đó là người ta có thể lên chánh điện bất cứ lúc nào. Chứ người nữ trong những cái tuổi thời còn trẻ là giai đoạn từ dậy thì trở lên mấy chục năm, phải chịu một tháng có cái giai đoạn là period. Thế chừng đó nó thấy người nữ nặng nề hơn. Thế ví dụ đó là về cái phàm, cái cơ thể vật lý. Còn ở những cõi giới của chư Phật, chư Bồ Tát, thì trong kinh Phật dạy có bốn điều không thể luận bàn. Trong kinh Trung Bộ Phật dạy bốn điều không thể luận bàn, mà một trong bốn điều đó là cõi giới của chư Phật. Mình chưa có đi đến đâu cái cõi này nè, mình chưa giữ được năm giới nữa. Có khi người tu cũng không giữ được năm giới, người xuất gia. Vậy mà bây giờ mình cứ nói cái chuyện cõi Phật có cái này, không có cõi, không có cõi Phật, không có Tịnh Độ, không có Di Đà. Cho nên Phật biết trước tâm chúng sanh, đừng nên luận bàn cõi giới của chư Phật, vì chúng ta chỉ là một người phàm, tội dày phước mỏng nghiệp trần sâu. Chúng ta không được bàn đến trình độ tu chứng của mỗi một con người. Chúng ta không có biết được người ta tu làm sao đâu, mình cũng đừng bàn. Bừng bàn về nhân quả của một con người, tại cũng đồng gieo nhân như vậy mà quả khác nhau. Người ta phước người ta quá nhiều đời rồi, bây giờ người ta ăn thêm vài con chó không chưa sao. Mình đã phước mỏng, đã tội nhiều, mình ăn miếng là về có chuyện, mà mình đến nhà nó ăn quá đời có làm sao. Tới đây ông quan cần con dê, nó mang tới 5 con rồi. Còn mình ăn cắp miếng thịt, nó lôi ra giữa chợ nó đánh. Là vì phước khác nhau. Cho nên Phật dạy đừng bàn, luận bàn nhân quả. Các vị thấy ông cũng đi học, cũng tu tập vậy hết á, mà rồi xong một cái là mỗi người một con đường, một cuộc đời. Có người chưa tốt nghiệp đã nhận cái chùa rồi, việc vàng nó như bốn phía. Có người tốt nghiệp 10 năm sau cũng không biết đi đâu về đâu. Có người quá sức uyên bác mà không ai dám dùng, thế không đủ duyên. Có người nghe tiếng ta tới rầm hết. Có người treo băng rôn 3 tháng cũng có người đến nghe. Duyên. Mình đã chưa gieo cái chuyện đó thì đâu có hái quả được.
Đó. Cho nên có những điều Đức Phật dạy đừng có luận bàn. Đừng có luận bàn cái các tầng thiền của mỗi một con người tới đâu. Cái đó là cái chuyện bên trong người ta, sao mình biết. Mình cũng không thể người trong thiền viện là sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, mà người ngoài là không. Ta tu tịnh, ta vẫn vô các tầng thiền như thường thì sao? Vì làm sao biết được cái cõi bên trong khi mình chỉ có nhục nhãn mà không có pháp nhãn, Phật nhãn. Cho nên Phật dạy có những điều không thể luận bàn, thì chúng ta lại rất thích luận bàn. Ta chứng tỏ mình, thằng cha nó thế này, cái bà cái thế kia. Trong khi cứ một khi mình bàn là mình giảm công đức. Đó. Vì vậy, chúng ta sẽ thấy trong cái trình bày các quan điểm chính trị xã hội qua các giai đoạn lịch sử. Đó. Thì cái vấn đề chúng ta vẫn phải đề cập tới các Marx. Mà quan điểm của ông á, là một cái xã hội cộng sản không có giai cấp. Nhưng mà ông đâu có nhìn như Đức Phật. Đối với ông là như thế này nè: hạ hydro cộng oxy, H2 cộng O2, phải không nào? 2H2 cộng O2 là ra hai phân tử nước. Ông cứ nghĩ 1 cộng 1 là 2, 2 x 2 là 4, 4 x 2 là 8. Nghĩ cái xã hội chính trị nó cũng vậy. Khi mà đánh đổ giai cấp tư bản thì giai cấp công nhân đứng lên và xóa bỏ giai cấp. Cũng quan niệm như vậy. Đây cũng có nhiều vị đang lãnh đạo này, tốt nghiệp trong trường lý luận Marx Lê. Sư nói có sai không? Quan điểm của Marx có gì là xấu? Ông quá đau khổ. Cuộc sống của ông quá đau khổ. Ông không nhờ ăn Gans, chết đói lâu rồi nha. Cho nên các Marx ăn Gans tình bạn vĩ đại và cảm động. Mình đâu có lọc sách gì đâu. Mình cứ phiến diện ngồi nói tào lao xí đế phán tùm lum tùm la. Giờ mình học rồi, mình cẩn trọng. Nói thì rõ ràng, chính xác, không thì yên lặng. Trời cho mình hai lỗ tai có một cái miệng. Nhưng mà nói giống như có trăm cái miệng vậy đó. Còn tai thì cái điếc, cái lòi, không có chịu nghe. Cho nên chúng ta sẽ thấy cái quan điểm của Marx, đó là ông nghĩ không có giai cấp, xã hội sẽ được hạnh phúc. Quá đúng. Có cái xã hội nào ở trong cái lời dạy của Đức Phật nào mà tán thán một cái giai cấp nào không? Không. Đức Phật không có ca ngợi một cái đường lối chính trị nào. Đến với vua nào dạy lợi ích an dân, con đường tu tập, tin sâu nhân quả. Cho nên trong cái thời đại Marx sống, cái thời Marx còn sanh tiền đó, thì chủ nghĩa tư bản đã đạt thắng lợi tuyệt đối rồi. Cho nên là thấy rõ cái thế của chủ nghĩa tư bản đi lên, sự giàu có của những nhà tư bản, phải chưa nào? À, và ông cho rằng tiến bộ xã hội là một xu thế khách quan, nhưng cũng là một quá trình đầy mâu thuẫn. Ông nói trong thời đại chúng ta, mọi sự vật đều tựa hồ như bao hàm mặt đối lập của nó, tức là quy luật mâu thuẫn tồn tại song song. Ta học riết Marx Lê rồi. Mâu thuẫn tồn tại từng cặp song song. Nên trong người mình có tối có sáng, có tội có phước, có thiện có ác, có đẹp có xấu. Cuộc đời cũng vậy. Ông nói quá đúng. Các cặp mâu thuẫn đối lập luôn tồn tại song song. Và ông cũng vẫn biết rằng chủ nghĩa tư bản hình thành khi mà máy móc đã xuất hiện, có một sức mạnh kỳ diệu làm giảm bớt sức lao động của con người, làm cho lao động đạt kết quả cao, thì đồng thời đem lại nạn đói và tình trạng kiệt quệ, ít nhất là kiệt quệ về tài nguyên. Bão lụt nhiều hơn, con người ta chết vì thiên tai động đất nhiều hơn, vì máy móc phá tan cả môi trường, phá hết đời sống của thiên nhiên. Đó là cái mặt đối lập của nó.
Nó có cái này là đồng thời nó có cái kia. Cho nên đừng có vội mừng. Khi người ta đem đến cho mình cái gì, mình đừng có vội mừng. Mình sống trong cái phòng máy lạnh và mình nói ok rồi, giờ sống đây làm tới chết cũng được. Độc hại lắm. Cho nên phải ra trời, ra cây, ra cối, ra núi, ra non. Cái gì nó cũng có cái mặt mâu thuẫn đối lập của nó. Những nguồn của cải từ xưa tới nay chưa ai biết, dường như có một sức mạnh thần kỳ lại đang biến thành nguồn gốc của sự nghèo khổ. Những thắng lợi của kỹ thuật dường như đã được mua bằng cái giá của sự suy đồi về mặt tinh thần. Dường như loài người càng chinh phục thiên nhiên nhiều hơn, càng trở nên nô lệ của người khác hoặc nô lệ cho sự đê tiện của chính mình. Các vị thấy các Marx nói có hay không? Quá hay. Mình cái học triết Marx là lo chửi không. Một là sợ học bài chửi trước đã. Hai là không hiểu gì hết. Đó. Cho nên mình tìm hiểu sâu. Dường như ngay cả đến ánh sáng thuần khiết của khoa học cũng không thể chiếu rọi bằng cách nào khác ngoài cách chiếu rọi vào bối cảnh tối tăm của sự ngu dốt. Tất cả những phát minh của chúng ta và cả sự tiến bộ của chúng ta tựa hồ như đang dẫn tới lực lượng vật chất thì được ban cho một đời sống tinh thần, còn đời sống của con người vốn đã bị tước mất cái mặt tinh thần thì nay lại bị hạ thấp xuống những lực lượng vật chất đơn thuần. Mâu thuẫn đối kháng đó, một bên là công nghiệp hiện đại và khoa học, một bên là bần cùng sự suy đồi, mâu thuẫn đối kháng lực lượng sản xuất và quan hệ xã hội. Đó là một sự thật rõ ràng, không tránh khỏi và không thể chối cãi được. Đó là lời của các Marx. Nghe chưa nào? Trong thời đại ông sống, Marx đã là chủ nghĩa tư bản thắng lợi tuyệt đối, nhưng ông đã đưa ra tuyên ngôn của Đảng Cộng sản vào năm 1848, nói lên những bất công trong chế độ tư bản. Và với tuyên ngôn này, tư tưởng xã hội chủ nghĩa bắt đầu hình thành. Nhà triết học người Đức cho rằng cách hiểu của Hegel và sự phát triển của lịch sử loài người là đúng. Tuy nhiên mặt khác, ông cho rằng vật chất mới đóng vai trò chính yếu chứ không phải tinh thần. Vì vậy, ông là nhà chủ nghĩa duy vật biện chứng. Chủ nghĩa cộng sản mà các Marx xây dựng chính là xã hội mà trong đó mọi người có cuộc sống tự do hạnh phúc, con người giải phóng mọi giai cấp để phát triển toàn diện. Nhưng cái điểm của Marx là lấy chủ nghĩa duy vật, không đồng ý với cái duy tâm, duy vật biện chứng. Rồi cái thời ngàn năm thời Trung Cổ là duy tâm, thượng đế. Rồi các nhà triết gia mỗi người đi theo một quan điểm. Vậy đạo Phật là gì? Duy tâm hay duy vật? Đúng rồi, không duy vật, chẳng duy tâm. Đạo Phật là đạo Phật. Tất cả mọi vấn đề được lý giải bởi nhân duyên và nhân quả. Thập nhị nhân duyên, con đường hình thành nên vạn pháp trong cuộc đời. Nhân duyên, rồi nó xoay cuồn vào nhau bởi nhân quả. Con giờ gặp quý thầy, quý ni sinh với các học viên là nói chuyện Phật Pháp không à. Cho nên kiếp sau chúng ta gặp nhau cũng như vậy. Mà khi nào con gặp quý thầy, quý cô với các em mà bàn toàn chuyện tính toán đỏ đen thì kiếp sau mình gặp nhau trong sòng bài. Mình hận thù gặp nhau thì gặp nhau trong hai chiến tuyến. Do nhân. Nếu bây giờ đời sống vợ chồng mà ngày nào cũng chửi bới nhau thì kiếp sau mình sẽ gặp lại kẻ thù sống trong một nhà. Nhân duyên nó quyết định, nhân quả nó quyết định, chứ không có một cái vị thánh thần thượng đế nào sắp xếp cuộc sống của chúng ta. Còn các Marx thì cứ chủ nghĩa duy vật biện chứng, 1+1=2, 2+2=4. Cho nên khi chủ nghĩa gì xã hội hình thành, giai cấp công nhân đánh đổ tư bản trên phạm vi ở nhiều nước lớn trên thế giới,
Và Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đi trên con đường đó. Giai cấp công nhân, giai cấp lao động sẽ gì? Đánh tan cái chế độ tư bản của những người mà họ cho là hút máu qua giá trị thặng dư, rồi thiết lập một xã hội công, công bằng, chân chánh, không có giai cấp. Thì quý vị hãy nhớ cho, vế một là ok, không có giai cấp, đánh đổ cái tư bản xuống thì coi như giai cấp công nhân là người lao động, là toàn người lao động với nhau, thì đâu có những cái măng, những cái sự toan tính quỷ quyệt để hút máu. Nhưng cái giai cấp công nhân đó đâu phải như trong suy nghĩ của các Marx, người công nhân trí thức, nhân đạo, biết yêu quý người lao động. Vô số những kẻ ngu dốt. Mà chính các Marx cũng nói cái gì? Không hiểu biết. Không nào. Mà làm cách mạng, ngu dốt mà làm cách mạng thì phá hoại. Bác Hồ nói là có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó rồi. Cho nên mình tin tưởng một cái giai cấp, mình tin chắc rằng sau khi giai cấp tư bản đánh đổ giai cấp công nhân, vùng lên hỡi các nô lệ ở thế gian, vùng lên hỡi ai đau khổ bần hàn, sục sôi nhiệt huyết trong tim này chứa chan, quyết phen này sống chết mà thôi. Chế độ xưa ta mau đập phá tan tành, toàn nô lệ hãy đứng lên đi. Nay mai cuộc đời của toàn dân khác xưa, bao nhiêu lợi quyền ắt qua tay mình. Đấu tranh này là trận cuối cùng. Cái gì nữa? Đấu tranh này là trận cuối cùng, kết đoàn lại cho ngày mai. Lành tế na su na lơ sẽ là xã hội tương lai, tức là công nhân quốc tế đoàn kết lại là xã hội tương lai. Cái tư tưởng Karl Marx quá đẹp. Nhưng mà khi công nhân đánh đổ được giai cấp tư bản rồi đó, thì bắt đầu công nhân có quyền lực trong tay, công nhân cũng chả muốn chia cho ai hết. Mà lại rất nhiều công nhân và người lao động nô lệ ngu dốt nữa thì còn kinh khủng hơn. Cái sai của các Marx là chỗ đó. Ông lý tưởng một xã hội công nhân, một giai cấp vô sản giống như tinh thần của ông á. Ông nói ông mà có giai cấp, ông mà có đất nước, có chính trị trong tay, ông sẽ làm cho một đất nước không còn giai cấp, không còn bóc lột, làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu. Còn cái xã hội nào đẹp hơn khi còn không còn có những cái vòi bạch tuộc hút máu của người dân, hút máu mà còn phải lạy nó nữa. Cái trí của những cái giai cấp tư bản họ cực kỳ thông minh, khôn ngoan, hút máu dân mà dân vẫn phải lạy. Cho nên ông hình thành một cái xã hội không có giai cấp, bình đẳng hết. Thì bình đẳng còn có ai giàu hơn ai? Thì tất cả là gì? Cái thời đó mình còn nhớ nè. Quá độ đó. Quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Nhà nước quản lý, người dân làm chủ. Nhưng mà nó rơi vào tình trạng cha chung không ai khóc, tan rã, hư hại, biết bao nhiêu cánh đồng cháy nát, những nhà máy tan hoang. Bởi vì cái làm chủ không có trình độ, cái làm chủ vẫn có những lòng tham. Cái là cái mà Đức Phật là nhìn quá rõ bản chất con người là tham, sân và si. Tam độc tham sân si, bữa ăn nào mình cũng quán. Tham sân si là cái thuốc độc, là những cái nọc độc mà phá hoại đời sống của chúng ta. Cho nên chúng ta tu tập phải chuyển hóa, ăn phải quán xét. Cho nên ăn cũng đừng có tham. Ăn mà tham là cũng để cho con rắn độc đó nó phát triển rồi. Cho nên Đức Phật nhìn quá rõ bản chất của con người. Cho nên nhìn quá rõ bản chất con người, Đức Phật không có tán thành các đường lối chính trị, cũng do một cái sự hiểu biết trí tuệ hữu hạn
các Marx là một nhà gì? Một nhà triết học, nhà tư tưởng vĩ đại nhất của nhân loại trong 1000 năm. Ông là nhìn ra vấn đề giai cấp, phân biệt gây ra sự đau khổ. Nhưng giải pháp thì cứ đánh đổ giai cấp này, giai cấp lên, tức là vẫn là đi theo con đường gì? Nhị biên, nhị nguyên. Ông mâu thuẫn ngay trong cái lý luận triết học của chiến đấu. Cái gì nó cũng tồn tại mâu thuẫn hai mặt, mà ông tin vào giai cấp công nhân, giai cấp vô sản. Mà cái giai cấp vô sản này đâu có phải là như là cõi Phật, Bồ Tát và A-la-hán để sống với tánh không đâu. Rồi cũng tích lũy, rồi cũng trộm cắp, rồi cũng giấu giếm, rồi cũng hối lộ, đút lót và làm đau khổ cho nhau. Cho nên ta trông chờ vào những con người trí tuệ của Phật giáo. Mình cũng tích lũy, mình cũng tham, mình cũng sân si, thì chẳng là mình mắc nợ. Cho nên mình học thì mình cũng sẽ thấy cái tư tưởng của Marx, tư tưởng vĩ đại. Những giải pháp làm sao để cho công nhân mỗi ngày một ổ bánh mì đồng đẳng như nhau thì đến bây giờ chưa thực hiện được. Vẫn có sự phân hóa trong xã hội. Đương nhiên, cái điều là do cái gì? Không có do thể chế chính trị. Phân hóa giàu nghèo là nhân quả, là phước báo, làm sao cân bằng được? Sao mà cân bằng trong khi con người ta gieo nhân khác nhau mà biểu quả bằng nhau? Chứ Đức Phật mới thấy rõ điều đó. Còn lúc đó các Marx trước mặt ông giống như một cái công thức toán khoa học mà. Thấy chưa nào? Đó, đánh đổ cái này thì cái kia được thiết lập, rồi là bình quân hết trong xã hội. Làm sao có? Trong khi tự trong lớp của chúng ta nè, trí tuệ đã khác nhau rồi. Cái người ngồi nghe đến đâu tiếp nhận đến đó. Có người ngủ ngay từ đầu giờ rồi. Đó, chứ làm sao mà tránh được? Con trên đây nhìn xuống làm sao mà không thấy? Nhưng mà không có gì buồn, không có gì phiền. Nhân của người ta là làm rắn mấy trăm kiếp rồi, giờ ta vô lớp này cũng ghê lắm rồi chứ, ngủ là bình thường. Nói theo Đức Phật nói hơi khôi hài chút. Người tiếp thu mà còn làm cho nó thăng hoa, những tinh hoa trí tuệ. Người tiếp thu rồi đó là còn chai lì hơn. Lấy cái biết làm cái ngã còn ghê gớm hơn. Rồi bàn luận, hí luận, tào lao xí đế, bậy bạ, sai bét hết. Cho nên tối kỵ là người ta cắt một cái câu nào đó ra, không có bối cảnh gì hết, phân tích là kinh khủng. Cho nên mình học sẽ thấy cái tư tưởng vĩ đại của Marx là đã thấy cái vấn đề cái gì có phân biệt, cái đó có khổ đau. Có giai cấp là có khổ đau, nhưng cái con đường đánh đổ giai cấp tư bản để giai cấp nô lệ đứng lên, rồi đấu tranh này là trận cuối cùng, kết đoàn lại cho ngày mai. Không có kết đoàn nổi đâu. Lại quyền lợi, lại phân hóa, ích kỷ, gian tham, lại chia sẻ tất cả. Nó vẫn là một cái xã hội hình thành bởi nhân duyên và nhân quả. Mình càng học, mình càng ngưỡng mộ Đức Phật. Mình càng học, mình càng thấy trí tuệ, gọi là intelligence, wisdom, trí tuệ giác ngộ của một vị Phật. Mà không có một cái cơ chế chính trị nào mà có thể lý giải được, có thể nào mà bình phẩm được. Cho nên may mắn thay cho những nhà chính trị nào mà học được cái tư tưởng của Đức Phật. Ông Obama ông khôn lắm. Không biết là ông tiếp thu được Đức Phật bao nhiêu, nhưng mà trong phòng làm việc, trong Nhà Trắng có hình Đức Phật. Chính trị vô cùng, rất chính trị. Nhưng mà ông không quý Phật, ông cũng không để Phật ở đó. Sao ông để hình thánh giá, hay là ông để hình một vị thiên thần? Ông để hình Đức Phật. Thật trí tuệ lắm. Người ta học được điều gì ở Đức Phật, người ta ngưỡng mộ Đức Phật, một bậc trí tuệ, người ta để ông ngay trong văn phòng làm việc ở Nhà Trắng. Đến Việt Nam là sẽ có chương trình có đi chùa. Thế thôi, còn chùa nào thì cái chuyện nó tính sau, khoan bàn. Tức là ý là ông
chấp nhận, ông tin tưởng một cái vị, một cái con đường giác ngộ, con đường sáng mà Đức Phật đã đưa ra. Còn cách thờ, cúng lễ bái Phật như thế nào là cũng do ở một cái vị trụ trì, ở cái tông phong, ở cái pháp tu. Ông Phật thì ông cứ ngồi yên thôi, mỉm cười, mặc cho thế nhân làm cái gì ta, tạc ta bằng đất, bằng đá, xi măng, cốt thép, đồng, vàng, bạc, hay thậm chí bột năng, làm bánh xong ăn, ông cũng mỉm cười. Làm vê sắc, làm cái bánh thịt bự, làm cái ông Phật cái trên bánh bằng bột mì, xong cái bánh nó đem đi đâu? Thấy chưa? Đó. Ông cũng cười. Đem vất đi thì tội, thì thôi chi bằng nuốt ông Phật vô, thì cắn từ cái đầu, cái tai, cái mũi của nguy hiểm. Mà ông cũng cười. Hũ chao cũng Phật Quan Âm, nước tương cũng là Phật Thích Ca, đồ cái gì kia là muốn làm sao làm. Ông cũng mỉm cười. Nhưng mà cái tư tưởng của Phật giáo siêu đẳng trong mọi thời đại, chính cái sự trí thức của chúng ta đã nhận định con đường và trí tuệ của Phật, chứ không phải là vì chúng ta là tu sĩ, hay là vì người Phật tử, hay là vì có cái nhân duyên với cái khoa này mà chúng ta học, mà chúng ta phải tự hào vì con đường của Phật đi là siêu việt trên mọi cái thể chế chính trị đã đi qua. Các vị quý thầy, quý cô và học viên có đồng ý như vậy không ạ? Có đồng ý như thế không? Thì trong cái giáo trình của chúng ta có rất là nhiều vấn đề hay, nhưng mà trong cái kỳ thi này chúng ta sẽ bàn đến một cái quan điểm, đó là dân chủ trong Phật giáo. Các vấn đề xã hội dưới nhãn quan Phật giáo đó, thì dù chúng ta làm trong cái câu thứ nhất đó, là các quan điểm triết học của các thời đại và so sánh với lại là Phật giáo, chúng ta phải nói đến cái phần 4 là các vấn đề xã hội dưới nhãn quan Phật giáo, có bàn đến cái đó, bởi vì trong đó có sa môn không bàn luận chính trị nè. Đó là một tôn giáo khoan dung nè, thấy chưa nào? Đó. Tức là có những cái vấn đề mình rút cái tinh hoa nó ra để mình viết về cái quan điểm triết học chính trị. Để thì chúng ta chỉ có 2 câu thôi. Câu này là bắt buộc rồi. Rồi thêm 2 câu nữa thì là trong 2 câu đó chọn 1 câu để làm. Có 1 câu này, mà trong cái câu thứ nhất này là phải bàn đến các quan điểm Phật giáo rồi. Đấy chưa? Tại mình muốn so sánh với các quan điểm khác thì phải nói quan điểm của Phật giáo là không có bàn về chính trị. Một tôn giáo khoan dung, một cái tôn giáo mà trong đó nói về các cái vấn đề yêu quý cuộc sống, yêu quý con người như thế nào. Đó, thì chúng ta chỉ lấy những cái tinh hoa ra để viết, để thấy lên toàn bộ cái mặt ứng dụng của triết học Phật giáo trong đời sống. Tóm lại là cái câu thứ nhất là mình trình bày các quan điểm một cách tóm tắt. Xong qua quan điểm triết học Phật giáo thì chúng ta phải có được những cái câu rất là then chốt. Đức Phật không làm chính trị, Sa môn không bàn luận chính trị, Đạo Phật là một tôn giáo khoan dung, bất bạo động, bất hại, chủ trương hòa bình. Trong những cái quan điểm về triết học nhân sinh vân vân, thì chúng ta xem cái phần về Đạo Phật thì chúng ta tóm tắt viết một đoạn là xong câu thứ nhất. Không cần dài, nhưng mà phải rất là gì? Cốt lõi của vấn đề, để nắm vững cái môn này là cái câu thứ nhất. Chúng ta nghe rõ chưa? Có gì khó trong câu thứ nhất không? Câu thứ nhất là chiếm 60% điểm, câu còn lại 40%. Cho có 2 câu thôi. Thì câu thứ hai thì chúng ta sẽ có 3-4 câu gì đó chọn câu. Thì một trong những câu đó là vấn đề dân chủ trong Phật giáo.
Đức Phật thì khuyến khích tinh thần tham vấn về tiến trình dân chủ. Điều này thể hiện qua cộng đồng tăng sĩ trong vấn đề hội họp, Bồ Tát hay tự tứ. Mỗi thành viên đều có quyền quyết định các vấn đề chung. Khi có một nghi vấn nghiêm trọng cần được giải quyết, các vấn đề có liên quan được đem ra thảo luận, mà cái phương pháp đó trong các hệ thống quốc hội ngày nay cũng như vậy. Như vậy Đức Phật mình hiện đại lắm chứ. Mình cứ tưởng hồi xưa ở trong rừng rồi mặc y bá nạp rồi mình là chắc là lạc hậu. Nhưng mà cách của Đức Phật điều hành tăng đoàn và cách Đức Phật thể hiện tinh thần Bồ Tát tự tứ là những cái mà hiện nay quốc hội, những nước văn minh tiên tiến nhất vẫn làm như thế. Lớp chúng ta cũng đang làm. Muốn họp một chương trình đi đâu phải họp, chứ đâu bao giờ mà cái ban cán sự tự quyết định. Dưới nó phản đối là mệt ấy. Họp trình bày ý kiến cái nào hay nhất chọn. Thì trong tăng đoàn vẫn có vấn đề này, không có áp đặt. Trong khi một số cái tổ chức tôn giáo vẫn có cái gì? Cái quyết định, cái gọi là áp đặt, đặt để mà con người ta chỉ biết vâng theo. Còn mình cái tinh thần dân chủ rất cao. Tiến trình tự quản trị này có lẽ sẽ làm nhiều người ngạc nhiên vì được áp dụng trong cộng đồng tăng sĩ tại Ấn Độ Phật giáo gần 3.000 năm trước đây. Thì bây giờ cái vấn đề nè, bây giờ cái phần câu này ai làm, chú ý cái phần con yêu cầu đây. Ai làm cái chọn cái câu dân chủ á. Một tương sĩ tương tự như vị phát ngôn nhân được chỉ định có một tiếng nói chung đại diện cho cộng đồng. Thì trong một cái kỳ Bồ Tát, cái người đó gọi là cái người gì? Trong cái đợt Bồ Tát. À, thế thì mình thay vì mình nói là chỉ định một tu sĩ như một phát ngôn nhân đại diện cho cộng đồng, thì đó có ai khác hơn là một vị trụ trì hay là Bồ Tát sư? Mình dùng cái từ ngay trong nhà Phật ra. Đây là cái cách nhận định của triết học phương Tây, họ đánh giá về đạo Phật mình. Họ thấy ở trong đó chọn một người như phát ngôn nhân đứng lên đại diện cho cộng đồng, rồi người khác như vị chủ tịch điều hành diễn đàn. Tức là trong một diễn đàn thì thường có những người điều hành đó. À, thì trong một cái lần Bồ Tát như vậy, cái người đứng ra đó, à, ví dụ như trong một cái giới đàn đi, cái người đứng ra để điều hành là gọi là cái người gì? Trong cái người Bồ Tát, dịp Bồ Tát một người đứng ra đó là người gì? Điều hành cái cuộc lễ đó. Các vấn đề được đưa ra như các nghị trình thảo luận công khai. Nếu nghiêm trọng và phổ quát phải thảo luận nhiều lần, giống như thảo luận quốc hội về các dự luật. Mình thảo luận nhiều lần, phải chưa nào? Trong nội bộ, rồi nhiều khi là không giải quyết được phải đưa lên bên ni, là phải đưa lên hội đồng tăng già giải quyết. Ví dụ như vậy, trong chư tăng cũng vậy, có những việc không giải quyết được phải đưa lên ban trị sự của thị xã, của tỉnh cấp cao hơn để giải quyết việc ở trong chùa. Không ai áp đặt cho ai, đều dựa theo là cái trong nhà Phật gọi là cái gì, ở nhà nước là hiến pháp, còn ở trong tăng đoàn giáo hội có cái gì hả? Trong tăng đoàn, trong giáo hội chúng ta phải quy định, chúng ta phải chấp hành cái gì nào? Giới luật là đúng rồi. Cái mà được quy định để đưa ra là cái gì? Hiến trường giáo hội. Phải biết hiến trường giáo hội. Tới giờ là các ni sinh nè, có khi nào mở mạng coi hiến trường giáo hội là gì không? Có khi không biết gì hết, cho nên cứ ra mua miếng đất, cái xây chùa bị đập rồi khóc lóc om sòm. Ta có giới luật, có hiến trường hết. Ai muốn làm chùa thì làm, mà mặn ai ra làm cái chùa hay quản lý nổi? 100 người tốt nghiệp, 100 cái chùa chết rồi,
phân hóa, chia rẽ. Cái tu nào tai hại bằng ly chúng mà ra tu hết trơn trọng. Có đạo lực, ta phải có cái nhân duyên, ta phải ra trụ trì, cực gần chết. Ai cũng thích ra trụ trì để tự do, chứ có cái quái gì khác. Tránh thầy, tránh bạn để muốn làm gì làm. Muốn ăn cái món gì này, nấu cử, năm cử, sáu cử, ăn nửa đêm dậy ăn được. Không phải. Có trong hiện trường hết. Cho nên, cái mà quốc hội người ta thảo luận về dự luật, thì giáo hội chúng ta thảo luận về cái hiến trường đó, thảo luận ở trong cái cơ sở tự viện, rồi đem ra ban trị sự thị xã tỉnh, rồi tư tỉnh đưa lên trung ương, rồi thảo luận cuối cùng là đưa ra đại hội Phật giáo thống nhất, thì đều là rất là dân chủ. Nếu ở trên đưa xuống người cấp dưới không thống nhất, có quyền đưa ý kiến phản đối mà phải hợp lý, rồi mới hình thành hiến trường giáo hội. Nhà nước có pháp luật, có dự luật, thì trong tăng đoàn có hiến chương. Dân thì cũng phải có là pháp luật, làng xã cũng có cái quy định, lớp học có nội quy, tổ chức cũng có điều lệ, thể hiện cái tinh thần dân chủ, ai cũng phải chấp hành. Mà người vô tự động làm khác, cái người là phạm. Nhưng mà không, mình không có phạm vì mình có những tiêu chuẩn khác. Mình ô dù hay là mình là cái gì đó, thì cái chuyện đó là nó không đúng cái tinh thần dân chủ này. Cho nên nếu ai muốn làm cái đề tài dân chủ trong Phật giáo, thì chúng ta sẽ xoáy sâu vô những cái vấn đề dân chủ này. Nó thể hiện trong tinh thần học tập kinh điển thời Đức Phật còn tại thế. Khi một vị tăng không hiểu biết từng hỏi Phật: Bạch Đức Thế Tôn, tại sao trong cuộc sống này có người giàu, người nghèo, có người xấu, người đẹp, người thông minh, người ngu dốt? Rồi Đức Phật mới trả lời vì sao. Đừng hỏi sự sanh, sanh trong giai cấp nào, gia đình nào, mà hãy hỏi việc làm. Không phải ông sang quý vì ông trong một cái dòng dõi Bà La Môn hay Sát Đế Lị, mà hãy hỏi đến cái việc làm của ông từ nhiều kiếp. Cái gì mà con giảng trong lớp phải ghi chép lại để mà mình làm bài cho nó tốt. Còn giáo trình thì về nhà coi thì không nói gì rồi. Giáo trình chưa chắc đã đủ. Cứ ngồi đó chờ có giáo trình để coi bài soạn không, mà cách học nó thụ động như vậy. Cho nên cái đạo Phật mình nó không có phát triển được, là bởi vì con người ta cứ ỷ lại đường xưa lối cũ. Cái gì có sẵn rồi là nạp vô rồi, rồi. Vậy thôi à, chứ còn không có sự suy tư. Sao mình làm một cái câu một cái từng này mà nộp bài được? Sao vấn đề dân chủ một cái từng này được? Cho nên vận hành ở trong tự viện và trong thời Đức Phật, người ta hỏi Phật về những vấn đề như thế nào. Người dân một cái cũng đã bạch Đức Thế Tôn, người chết rồi đứng cầu nguyện rồi có siêu thoát được không, có lên trời được không, thì Đức Phật mới đưa ra hình ảnh là gì? À, một cái gì? À, một cái vò dầu với cục đá. Mà cái vò dầu đó do trọng lượng nó nhẹ mà, trên nó đầy thì chắc nữa nó vẫn nổi trên mặt nước. Mà cục đá là trọng lượng nó nặng, nó chỉ bằng ngón tay nó vẫn chìm. Cho nên thả cục đá xuống, nó đứng tụng kinh nó có nổi được không? Mà cái gò dầu nó nhẹ như vậy đó, cái bình dầu á, mà tụng kinh nó có chìm được không? Cho nên con người lên trời hay địa ngục là do việc người đó làm, chứ không phải do tụng kinh mà được. Rất khoa học, rất dân chủ. Kinh đó trong bài kinh nào số mấy, điểm rất cao, chịu khó biết nó nằm ở đâu khi mình nói. Đây làm quá cha như là giảng sư vậy á, viết tùm lum hết, đổ thừa Phật nói trơn trọi. Nhưng mà con người như mình là nói đâu có dẫn chứng đó, là những cái bài đó điểm cao lắm, chứ khó học chút xíu là có gì đâu. Người ta có gia hạn cho đề tài hết. Chứ hồi xưa con học kinh Trung Bộ với Hòa Thượng Minh Châu thì cứ lo mà học cho hết, mà học thuộc lòng không. Rồi giờ viết kinh Tâm Hoang Vu là liệu đâu mà viết cho hết cái kinh Tâm Hoang Vu chứ.
kinh khu rừng thì cứ viết hết cái kinh khu rừng, rồi cái đoạn giống nhau thì chấm 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 như trên, thuộc lòng thuộc lòng. Còn bây giờ lạy cho mà học, soạn cho mà học, viết cho mà học cũng khó khăn. Tại sao? Tại trong đầu các vị nó chất chứa nhiều thứ quá. Con đây xin lỗi quý thầy, con không dám nói quý sư quý thầy. Các Phật tử nè, các ni trẻ nè, tính toán nhiều quá, cho nên học cái gì cũng khó hết. Hồi xưa tụi con học kinh thuộc lòng có gì khó, học luật cũng thuộc lòng, con là thi lại môn luật nè, quen cái tật ra đề mở để muốn viết trời đất gì viết, cho viết thuộc lòng mấy đoạn luật rồi rớt. Rồi ông bắt viết một cái đoạn gì tỳ ni nhật dụng mà không có, trong đời sống có mà trong tỳ ni nhật dụng không có, soạn ngay mấy câu thơ, bốn câu lục bát hay là ngũ ngôn hay là tứ tuyệt hay cái gì bất cứ mà dạng của tỳ ni nhật dụng, ni sư trí hay ni trưởng trí hải cho đề tụi con á. Thế con nhớ là trong đó tỳ ni nhật dụng không có cái bài chú mà đi tưới bông, tưới hoa, tưới lan, mà ngày nào sư bà cũng biểu mình tưới hết trơn cho mình ra cái bài tưới lan, làm bốn câu thơ đàng hoàng. Nhưng hồi đó có cô Tịnh Thiện á, vì cô ở bên Anh á, cô làm bốn câu mà sư ni trưởng khen là chú mắc lỗ tai, lấy ráy tai á. Trong tỳ ni nhật dụng không có, mà khi móc lỗ tai là lấy hết cấu bẩn ở trong cái nghe của mình để nghe lời trong sạch của Phật Pháp, được điểm rất là cao. Là phải ứng phú ngay tại trong lớp mới học với ni trưởng Trí Hải. Còn mình hả, trời hướng dẫn từng tí một, rồi đến cái giờ đó đâu có học trước, ngày mai thi tối lật là ngủ tới rồi, cho nên mai vô viết tùm lum hết. Đánh rớt thì tội, mà cho đậu thì không thể. Trách ai bây giờ? Chứ hồi xưa học với mấy vị đó khó, mà chỉ bắt học thuộc lòng từ kinh, tại vì không tin cái khả năng tự biện luận vớ vẩn của chúng ta. Thì con đi giảng, đi dạy được là nhờ con thuộc lòng kinh không à. Vì sao thuộc viết kinh dấu chân voi? Tại sao lại là dấu chân voi? Viết hết cái kinh đó là tại sao Đức Phật giảng cái kinh này? Tại vì trong rừng á, cái dấu chân voi là lớn nhất. Cái con thú nào lọt vào trong cái dấu chân con voi hết. Con chồn, con cáo, con sư tử, con cọp, con beo, cái dấu chân nào lọt vào dấu chân voi. Và dấu chân voi đã tượng trưng cho tứ đế. Cái pháp nào cũng phải không qua cái pháp tứ đế. Dấu chân voi tượng trưng cho cái pháp tứ đế của cả hàng thanh văn. Biết vì sao dấu chân voi nữa. Tốt nghiệp cử nhân cũng biết vì sao có kinh dấu chân voi nữa. Đó. Cho nên nói là như vậy, nhưng mà chúng ta phải có những cái suy tư riêng, dẫn chứng riêng của mình, thì chứng tỏ là mình học triết. Chứ trong khi may mắn cho cái khoa đào tạo từ xa là học chương trình của sinh viên ngành triết, mà chỉ thích cái có sẵn à, mà còn không thuộc nữa. Thì mình viết sự nhận thức của mình soạn một cái bài ngắn gọn trong cái nhận thức của mình, viết tới đâu hiểu tới đó, rất an lạc. Trình bày một số quan điểm về phúc lợi xã hội dưới nhãn quan Phật giáo. Chúng ta có mấy câu nhưng mà thi hai câu. Câu nhất, câu số một là chắc chắn rồi. Còn những câu sau thì các vị coi, cũng có thể là cho hai câu, ba câu cho các vị chọn, mà cũng có thể là ra luôn, bắt buộc làm luôn. Phúc lợi xã hội là một câu rất là hay và thiết thập trên con đường Bồ Tát nhập thế làm lợi ích cho chúng sanh. Con mời thầy Minh Huy đọc cái phần quan điểm phúc lợi xã hội dưới nhãn quan Phật giáo. Phần ơ, vấn đề phúc lợi xã hội dưới nhãn quan Phật giáo. Tinh thần Bồ Tát nhập thế
để làm lợi ích đã trở thành một con đường tất yếu mà các tôn giáo đương thời phải noi theo. Thật sự, sau khi Đức Phật thành đạo, ngoại trừ 3 tháng an cư mùa mưa không ra ngoài, hầu như mọi ngày Ngài hướng dẫn các đệ tử du hóa thuyết pháp, quan tâm đến khổ đau của nhân loại, chỉ dạy con đường thoát khổ và khuyên họ phát tâm làm lợi ích cho mọi người. Trong kinh Tăng Nhất A Hàm quyển 11, Phật Định Quang thuyết giảng việc tu hành của Bồ Tát, và trong quyển 19, Bồ Tát Di Lặc thỉnh thuyết pháp lục độ Ba La Mật. Ngoài ra, kinh tập A Hàm quyển 26, kinh số 667 và số 669 nói về tứ nhiếp pháp. Lục độ và tứ nhiếp pháp được cho là pháp môn của Bồ Tát Đại Thừa, nhưng chúng được tìm thấy trong kinh A Hàm. Trong lục độ, hạnh của bố thí và hạnh lời tha, trì giới giống như hạnh tự lợi, nhưng mà năm giới đều gọi là ngũ đại thí. Hạnh trì giới bao hàm tam tu tịnh giới của Bồ Tát, đó cũng là lợi tha vậy. Tứ nhiếp pháp, bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự thuộc pháp phương tiện lợi tha. Trong kinh A Hàm, Phật luôn khuyến khích đệ tử thực hành hạnh bố thí. Đây là quan điểm phúc lợi xã hội của Phật giáo. Vì trí tuệ và phúc báo của nhân loại không giống nhau, cho nên khả năng làm ăn và kinh doanh đều có sai khác. Đặc biệt, cơ hội của mọi người cũng khác nhau. Tự nhiên, nó hình thành sự giàu nghèo sai khác. Dù bất kỳ chế độ nào đem tất cả tài sản chia đều cho công chúng, điều đó không hợp lý và cũng không công bằng. Nếu áp dụng những quy định hà khắc có thể cho mọi người nghèo như nhau, không giàu như nhau, ngoài một hệ thống kinh tế hợp lý, phương pháp tốt nhất để giải quyết vấn đề giàu nghèo là khuyến khích cho mọi người phát tâm làm bố thí. Thầy cho con nói một câu tiếp khi trước khi thầy đọc tiếp. Ngang tới lời chúng ta nhớ tới các Marx liền đó nghe. Học tới đây mà mình không lý luận được cái triết Marx Lê là học để trả bài thì uổng lắm. Làm sao mà có thể đem cả tài sản chia đều cho tất cả mọi người được đây? Bất cứ chế độ nào cũng không bao giờ hợp lý. Bởi vì sao? Bởi vì con người ta không thể nghèo giàu như nhau. Quý thầy với các chư ni mà đang ngồi đây, chúng ta đã biết bao nhiêu kiếp làm đường cho dân đi, đắp cầu bồi lộ, nấu cơm cho chúng xin ăn, hy sinh cho chúng, sau này mình mới được tu hành. Mình tiếp tục cái công hạnh của mình thì mình mới tu được chứ đâu có dễ đâu. Người có phước báo là phải gieo nhân bố thí cúng dường mới có phước báo. Cho nên tự nhiên bây giờ biểu bình đẳng một phát xong, có các cuộc cách mạng nào mà làm được? Là bởi vì ông ta không có hình dung được quan niệm về nhân quả, nhân duyên. Cho nên ông san bằng giai cấp bằng cuộc cách mạng đấu tranh giai cấp. Nhưng mà tất nhiên cái tư tưởng không có giai cấp là quá sức tuyệt vời, hãy nhớ như thế. Cho nên nhìn sâu hơn thì Đức Phật mới thấy rằng làm sao mà đem tài sản chia đều cho tất cả mọi người không hợp lý và không công bình đâu. Người ta đã gieo nhân, giờ người ta phải hưởng phước. Còn cái người kiếp sống nào ích kỷ mà giờ được công bằng giống với người giàu kia làm sao được? Người kiếp nào cũng chỉ muốn ăn trên ngồi trốc người ta, rồi bây giờ muốn giàu có làm sao có? Quý thầy, quý sư đây, muôn kiếp người ta đã đắp cầu bồi lộ, ta hy sinh cho chúng sanh, ta cúng dường bố thí, nay mới được tu hành. Nhờ nói người ta cũng như mình sao được? Còn đời sống cư sĩ, cái người giàu, người ta đã bố thí, ta biết hy sinh, cho nên giờ ta bố thí ta càng giàu. Còn mình làm một chút, nặng mãi không ra, móc mãi không có, là bởi có kiếp nào tập làm cái việc đó đâu. Cho nên muốn san bằng, không san bằng được. Cho nên trong cái đời sống này, cái phương pháp tốt nhất để giải quyết giàu nghèo thì cứ phát tâm bố thí cho kẻ nghèo đi. Mình cứ ban ra. Còn người nghèo nhóm thì phải ráng tu lên để cũng có lúc mình bố chứ, mình phải cho. Con cho người mù mà con cứ nhắc chẳng lẽ mình mù không bao giờ mình được bố thí sao?
mình cũng có lúc bố thí, mình cũng phải có lúc cúng dường. Cho nên con làm con đường ngay trước chùa, người mù cũng phát tâm làm được. Con nói nhà chùa nhận từ 500 đồng 1.000 đồng để cho khuyến khích họ bố thí. Nhiều họ không làm được, ít họ phải tập làm. Có nhiều người mù ngon lành lắm, cúng 500 ngàn đồng, tiền của họ là cả sấp, tờ 5 ngàn, 10 ngàn, nhậu nát, còn dám nhận á, cho họ giàu lên. Thôi, trời ơi, mình biết bố thí cúng dường là nhân của giàu mà, dám nhận. Nhưng mà mình cho họ đâu có tính đâu, mình cho nhiều lắm, năm này sang tháng khác. Nhưng mà khi họ phát tâm là mình khuyến khích, vì đó là cái cơ hội để họ biết ban bố ra. Rồi xin kính mời thầy đọc tiếp ạ. Phương pháp tốt nhất để giải quyết vấn đề giàu nghèo là khuyến khích cho mọi người phát tâm làm bố thí. Bố thí những loại gì? Kinh Tân Nhất A Hàm quyển 27 phẩm Tà Tụ nói rằng có 5 điều bố thí khiến được phúc lớn. 5 điều đó là gì? Điều 1 là làm công viên, điều 2 là trồng rừng, điều 3 là làm cầu, điều 4 là làm thuyền, điều 5 là làm nhà nghỉ chăn. 5 hạng mục này thiết lập cho công cộng sử dụng những việc làm như công viên, kiến trúc, trồng rừng, làm cầu và lữ xá. Trong xã hội hiện đại ngày nay phần lớn do chính phủ phụ trách kiến tạo, nhưng còn có những việc phúc lợi mà chính phủ chưa làm được thì quần chúng có thể làm. Ví như người bị nạn, nghèo khổ, bệnh tật, vân vân, đều cần giúp đỡ những thứ như nhà cửa, thức ăn, thuốc thang, vân vân. Họ cần nghề nghiệp, phương pháp làm ăn. Như trong kinh Trung A Hàm quyển 47, kinh Cù Đàm Di, kinh Tập A Hàm quyển 48, kinh số 1284, dạy các nô tỳ và những người nghèo khổ biết phát tâm hoan hỷ bố thí. Một khi nghèo khổ về tâm linh của một người được diệt trừ, người đó đối diện với bằng cùng vật chất không khổ đau. Xin cảm ơn thầy, con xin xen vô một chút. Nghèo khổ về tâm linh mà được hóa giải, nói chưa, thì cái đối diện với bần cùng vật chất không đau khổ. Tập cho người ta nghèo vẫn bố ra, cho ra. Nên con mới nói chuyện người mù muốn bố thí con nhận là vậy đó. Và ở trong cái phần này người ta nói những công việc công viên, kiến trúc, trồng rừng, làm cầu, lữ xá trong xã hội hiện nay phần lớn do chính phủ phụ trách kiến tạo thì cũng chưa hẳn. Những công việc nhà nước làm, những công việc nhà nước đâu có làm. Còn đường nhà nước chưa làm thì người dân phải là giữ vệ sinh, chứ đổ rác hàng đống như vậy thì mình tự gieo nhân sống trong cái chỗ nơi chốn bần cùng, bùn nhơ nước đọng. Cái thời con mới về cái chùa Thiên Quang, nguyên một cái bãi rác ở trong chùa, rồi cây cối. Thì con đã xe rác, là con đã gọi xe rác đến để đổ rác rồi. Ta nói cái sư này hắt, nghèo mà gọi xe tới đổ rác. Trong khi họ đâu có biết rằng tâm con là phải bảo vệ môi trường. Vắng lắm thầy, bây giờ quý thầy về chùa là nhà cửa mọc lên, chứ hồi xưa đâu có ai. Gần 8-9 năm trước đâu có người. Thì lúc đó đã cho xe rác tới để đem rác trong chùa đi rồi. Bắt đầu là con đào cái hố đổ rác trong chùa chứ. Xong rồi là sư bà con nói chùa mình nó đang bằng phẳng, sao mày đào hầm hố đổ rác trong chùa, rồi lấp đi mà cái đó nó có tiêu hủy được đâu mà đào trong chùa như vậy. Là một tháng mấy chục ngàn đồng để đổ rác. Dân ở chung quanh báo cái bà sư này nè, nói con hấp rác ra hố ngoài trước đường đổ ai thấy đâu, mày đặt kêu xe rác tới này kia. Con chả mà một năm mấy lần phát quà từ thiện là những người xe rác đó con lúc nào cũng cho. Tại vì họ làm công việc gọi là chịu sự dơ bẩn, rác rến mà, cho tới bây giờ vẫn vậy. Đường con đường bây giờ là suốt từ trước Tết bây giờ con ủi để làm đó. Mà đẹp như vậy chứ mà người ta vẫn ra đổ rác à. Làm con đường đẹp người ta vẫn đổ rác, vì là vì sao? Người ta chỉ biết sạch trong nhà. Cho nên những cái nhà đó có khi nào ở đẹp đâu. Tôi húng nhổ chuột. Mình gieo cái nhân đem rác rến cho người thì cái nhà mình bao giờ mà đẹp được.
Còn người giàu có cũng không biết bảo vệ môi trường, chuột chết vất ra ngoài thì con mình bị ung thư trước chứ ai. Nhân quả nó rất là rõ ràng. Con phải là tốt, không có nhiều cái xấu. Mình phải tu tập, phải sửa đổi, phải sám hối lắm. Những cái gì liên quan đến môi trường, tự nhiên con đường phải vứt cái bao ni lông hay cái bịch chè, bịch nước ở trên đường là mình đã thấy khó thể nào chấp nhận được. Ở Singapore, một người hút thuốc là đã bị phạt vi cảnh rồi. Rác đến không có, thành phố xanh sạch đẹp, mặc dù nhỏ xíu à. Thái Lan ngày xưa là nước xiêm, nước xiêm sát bên cạnh mình, lạc hậu. Bây giờ người ta nói 30 năm sau Việt Nam chưa bằng Thái. Cũng tại ý thức của con người. Mình đó nè, làm thầy, mình làm ni sư, sư cô nè, mình có giáo dục được dân cái đó không? Hay chính mình bày đệ tử mình vách rác kia kìa, đổ mày đó đó, tối đem nó đổ. Chính mình dạy cho đệ tử mình những chuyện đó mà. Cho nên như cái chuyện trồng rừng, con đi biết bao nhiêu cái hội nghị quốc tế, người ta ca ngợi vấn đề bảo vệ rừng. Cái chùa mà trồng chừng vài trăm cây trong rừng là người ta lên, ta nhận biết bao nhiêu cái bằng công đức lớn, ca ngợi. Con nghĩ lại sư bà con trồng tới đây trên 1,000 mẫu rừng. Đồng Nai, Bình Phước, Bình Thuận, Lâm Đồng, nơi nào mà có thể có đất trồng rừng là sư bà con trồng là cách đây mấy mươi năm về trước. Nhà nước còn gọi sư bà con để giao đất, tại vì không bao giờ mà đem đi để làm công trình bậy bạ mà trồng rừng đẹp, thắng cảnh tòng lâm và đẹp xanh rừng cho đất nước, hóa ra trở thành cái lá phổi cho cuộc đời, cho nhân loại. Chẳng bao giờ lộ ra phô trương thành tích hay là khoe khoang gì. Mặc dù là chính nhà nước họ đến những cái khu rừng xanh, thảm rừng xanh như vậy, họ trao huân chương lao động, cũng chả ai biết. Ngày xưa tu trên núi, trên non, những người đói khổ đều cho cơm nuôi, tội nghiệp. Đâu biết đâu sau năm 75 là con ông cháu cha trốn ở trong rừng, được huân chương kháng Mỹ, kháng chiến chống Mỹ hạng 2. Cũng không ai biết sư bà con. Không phải tới giờ này, bao nhiêu năm con không giao giá, bao giờ dám kể lệ việc thầy mình làm. Sư bà đừng bao giờ nói cái gì con. Tu hoài chưa bao giờ đủ. Bồ Tát làm biết bao nhiêu chưa bao giờ nói hết. Có gì đâu. Nhưng con đi dự hội nghị quốc tế, con thấy cái chùa người ta được chừng 1,000 mét vuông mà trồng chừng 20-30 cây rừng là ghê gớm lắm rồi. Không có bê tông mà trồng rừng. Con cũng muốn vậy lắm. Con muốn cái chùa nhỏ nhỏ rồi rừng cây. Nhưng mà bây giờ rồi người mù, trẻ, các bạn sinh viên đến ngồi đâu? Nó không đáp ứng được. Giá mình có được 5-3 mẫu đỡ quá. Đất chùa mình bấy nhiêu thôi. Thành ra có những vấn đề phải hạ cây, làm sân tu tập, vân vân, bất đắc dĩ. Chứ rừng cây là cân đối môi sinh, là yêu thương đất mẹ, là tâm từ của địa tạng. Cái triết học Phật giáo nó sâu thâm thẳm mà ngập tràn tình thương và trí tuệ của bậc giác ngộ. Sư bà con cứ trồng hoài mà bây giờ cộng lại trên 1,000 mẫu rừng. Giờ sắp tới Kiều Đàm Di tại tổ chức tại Đồng Nai rồi, mấy nhà như tiến sĩ Trần Hồng Liên rồi các giáo sư Dương Hoàng Lộc đồ này kia khác nọ mới đi về. Đến về 5 lần chưa được gặp thầy con lần nào, xin chụp tấm hình cũng được. Ông tiếp, ông bệnh, ông nhập thất. Ông gặp. Thành ra toàn tìm những cái hình đâu kiểu cũ rích cũ rơ đâu đó để mà viết bài về cái ni giới Đồng Nai trong mạch sống dân tộc. Tới giờ tổ chức ở Đồng Nai thì phải viết về ni ở Đồng Nai. Thì một trong những cái vị mà đã làm những cái việc mà dám nói rằng đó là trên thế giới cũng chưa chắc có, là có sư bà của con. Không phải nói để khoe khoang mà đã giờ đã đến lúc là các nhà trí thức nói vậy, mà bao lâu nay Hương Nhũ sẽ chẳng bao giờ thấy nói. Đó là liên quan đến vấn đề bảo vệ môi trường, phúc lợi xã hội mà chúng ta đang học. Mà người ta nói là cái công việc trồng rừng cho chính phủ kiến tạo cũng phần nào thôi.
Người có người nhận là gì đó, hàng trăm mẫu đất đem ra chia chẻ ra bán rồi làm tầm bậy tầm bạ. Đâu có đúng như ban đầu họ hứa với nhà nước là trồng rừng đâu. Họ nói lấy ngắn nuôi dài rồi họ làm tan nát hết trơn rồi. Còn sư bà của con nhận mẫu đất nào trồng rừng mẫu đất đó. Có dịp quý thầy về Long Phước, Long Thành, núi Dinh, những cánh rừng bạt ngàn là của sư bà trồng hết. Bình Thuận, Lâm Đồng, 100 mẫu rừng, mấy chục mẫu rừng, tùy cái vùng, có khi rừng thông, có khi rừng tràm, có khi ở trong Bình Phước là có những cái rừng mà trồng những cây quý như là dầu đó, cây dầu, cây sao, vân vân. Cứ im lặng mà trồng rừng đó, chứ không có bằng lý thuyết. Mình viết vậy chứ mình phá hoại môi trường hàng ngày. Mình sử dụng bao ni lông càng nhiều là phá hoại môi trường nhiều chừng đó. Trong khi ở nước ngoài muốn đựng đồ mà bằng bao ni lông là phải hết 5 đô, 10 đô. Cho dân sợ, không dám. Phải xách cái túi vải đi mà đựng, giảm chế phá hoại môi trường. Còn mình bao ni lông tái chế đen thui à, xài trên mọi miền đất nước, phá hoại đất đai của mình vô cùng tận. Mình cũng dùng nó, dùng rất nhiều. Trong khi mình đi đến nước ngoài khuyến khích dùng túi vải, bao giấy, để nó rớt xuống dưới mặt lòng đất nó thiêu hủy được. Còn bao ni lông phải mua với giá cao và không có chủ trương để dùng. Ta bảo vệ môi trường ta làm liền, có chính sách liền. Còn mình cứ nói câu dân còn nghèo nên xài tứ tung hết thì càng lúc càng kiệt quệ, đất càng hư hao. Xin mời thầy đọc tiếp ạ. Kinh Tân Nhất A Hàm quyển 12 phẩm Tam Bảo nói về bố thí như bố thí phúc nghiệp đối với Sa Môn, Bà La Môn, người nghèo khổ, bệnh tật, một coi không nơi nương tựa nên bố thí y phục, giường nằm, đồ ăn, thuốc uống, nhà ở, vân vân. Trong kinh điển Đại Thừa còn gọi là bố thí là một loại trồng phúc điền, như trong kinh U Bạch Tắc Giới nói cúng dường Tam Bảo gọi là ruộng cung kính, hiếu dưỡng cha mẹ là ruộng ân huệ, bố thí cho người nghèo khổ gọi là ruộng từ bi. Bố thí được phân ra làm 3 loại. 1. Người ta chỉ có thể dùng tài vật và công sức để bố thí. 2. Người hiểu Phật Pháp có thể bố thí quan điểm, phương pháp diệt trừ khổ đau, khổ não được vui. 3. Bồ Tát có thể bố thí tinh thần vô úy, bố thí tài vật và công sức có thể cứu được khó khăn nhất thời. Phương pháp diệt trừ khổ não được vui là một hình thức huấn luyện giáo dục có thể giải quyết vấn đề vĩnh viễn. Do đó kinh Tân Nhất A Hàm quyển 7 phẩm Hữu Vô nói rằng trong các hình thức bố thí, bố thí pháp là cao nhất. Trong các việc làm, việc thiết pháp là trên hết. Trong tất cả các ân, ân pháp là trên hết. Do đó có thể nói trong các việc bố thí, bố thí pháp là trên hết. Trong các loại cúng dường pháp là tối thượng. Trong tất cả các ân huệ với pháp là tối thượng. Bố thí tài vật, công sức đương nhiên là tốt. Nếu giáo dục huấn luyện cho họ, khiến họ có một phương pháp, nghề nghiệp, quan niệm để tự kiếm sống thì càng tốt hơn. Xin cảm ơn thầy. Đó, như vậy cái phần phúc lợi xã hội này rất là hay. Đó. Thì chúng ta làm cái trong cái vấn đề các quan điểm triết học nó nhiều thứ lắm. Nó bảo vệ môi trường, nó tôn giáo khoan dung, tư đức và pháp trị người lãnh đạo quốc gia. Cái đề này con ra nhiều năm lắm rồi. Đó. Rồi các điều kiện gìn giữ nền hòa bình đó là à, rồi vấn đề bình đẳng, tự do, dân chủ vân vân. Nó nhiều thứ lắm, thấy chưa? Đó. Nhưng mà trong cái lần mà chúng ta ôn tập thi kỳ này thì mình tập trung vô các quan điểm triết học của các giai đoạn để so sánh với Phật giáo. Kế đến thì chúng ta sẽ có thêm 3 câu là vấn đề dân chủ nè, vấn đề phúc lợi xã hội nè, rồi vấn đề môi trường. Thì trong 3 câu đó mình sẽ chọn 1 câu để làm. Đó. Trong 3 câu sẽ chọn 1 câu để mà làm.
thì có thể là nếu như mà trong cái phần phúc lợi xã hội đó mà chúng ta viết được cả vấn đề môi trường thì mình bỏ cái câu môi trường đi, còn lại hai thôi. Thì mình ôn dân chủ là một và ôn vấn đề phúc lợi xã hội là hai. Hai câu đó chưa biết ra câu nào. Như hết. Tóm lược là như vậy. Còn các cái quan điểm về triết học Phật giáo thì cái giáo trình của chúng ta là con đã tóm tắt. Chúng ta nên xem hết để mình ứng dụng được vô cái gì trong bài làm thì mình ứng dụng. Nhưng mà tập trọng tâm để mình làm bài tốt các quan điểm triết học của các giai đoạn lịch sử so sánh với Phật giáo. Mà muốn so sánh thì chúng ta phải nói là những quan điểm Phật giáo về vấn đề xã hội như thế nào. Thì nó bình đẳng nè, nó dân chủ nè, nó bao dung, vân vân. Rồi cái câu 2 là để xoáy mạnh vô một cái đề tài. Thì nó sẽ có phúc lợi xã hội, hoặc là dân chủ, hoặc là vấn đề gì? Bảo vệ môi trường. Nhưng bây giờ quyết định là bỏ câu bảo vệ môi trường luôn. Chỉ còn lại hai câu. Đó là vấn đề dân chủ trong Phật giáo và phúc lợi xã hội. Thì hai câu đó chúng ta đều phải coi, vì con sẽ cho một trong hai câu đó. Phần câu thứ nhất là đương nhiên bắt buộc rồi. Thì chúng ta hiểu cái môn học thì thấy nó quá hay chứ còn gì nữa. Nó có cái gì đâu mà khó hiểu. Nó quá hay, nó giúp chúng ta rất nhiều trong cái quan điểm tu tập, cách sống, vận hành những lời Phật dạy. Xin thầy đọc cho dùm cho con trang 32, tôn giáo khoan dung. Biết có cùng cái số trang không? Không biết nữa. Phần số 4 nhỏ. Chúng ta sẽ vận hành để mà viết trong cái quan điểm Phật giáo á, thì mình sẽ ứng dụng những cái ưu việt. Mà nhìn thẳng lên trên đọc cũng được. Tôn giáo khoan dung. Văn hóa đa dạng và tôn giáo khoan dung là khuynh hướng tất yếu của văn minh mới. Thật sự, vào thời Đức Phật, Ngài thường khuyên nhủ đệ tử nên cung kính cúng dường bình đẳng đối với Sa Môn, Bà La Môn của các tôn giáo khác. Ví dụ trong kinh Trường A Hàm quyển 2 kinh Du Hành, Ngài khuyên một vị vua trị quốc nên cung kính tôn trọng các nơi thờ tự, quỷ thần giống như việc hiếu kính đối với cha mẹ, sư trưởng. Trong kinh Tăng Nhất A Hàm, quyển 34, phẩm thất nhật, Ngài khuyến khích dân nước Bạc Kỳ cúng dường Sa Môn, Bà La Môn và lễ kính người phạm hạnh. Ngoài ra, trong kinh Trung A Hàm, quyển 32, kinh U Bali, có một người nguyên trước đây cúng dường ngoại đạo Ni Kiền Tử. Sau khi được Phật giáo hóa, ông ta có ý là không cho phép những người thầy ngoại đạo cũ của mình vào nhà và không cúng dường các vị nữa. Đức Phật biết được điều đó, Ngài khuyến khích vị cư sĩ này tiếp tục cúng dường như trước và giảng giải rằng: Này cư sĩ, ta không nói như vậy, nên cúng dường ta, chứ cúng dường người khác, nên cúng dường đệ tử của ta, không nên cúng dường đệ tử người khác. Này cư sĩ, tùy tâm hoan hỷ cúng dường tất cả mọi người. Này cư sĩ, các vị Ni Kiền Tử ấy, gia đình các vị từng cung kính lâu nay, nếu họ đến, hãy cúng dường tùy theo khả năng của các vị. Dạ, con xin phép thầy một chút xíu. Đó, chúng ta nghe cái này để thấy Đức Phật khoan dung như thế nào. Mình mà đã phá các tôn giáo khác quá đó là mình đã làm sai rồi. Trong khi người ta đã tu theo Đức Phật rồi, người ta bỏ cái đạo Ni Kiền Tử rồi, lõa thể rồi. Cho nên khi mà những người Ni Kiền Tử này đến đó, thì ông không có ý, cái người đệ tử không có ý cúng dường những thầy ngoại đạo mà không cho người ta vô nhà nữa. Thì Đức Phật mới nói là: Này, ta không có nói chỉ cúng dường ta, rồi chỉ cúng dường đệ tử ta, hãy phát tâm hoan hỷ cúng dường cho mọi người. Cũng như là đền miếu mạo thì mình cứ tôn trọng, mình đâu có quy y đâu. Mình không vô lại quy y thánh thần quỷ thần thôi chứ. Chứ tại sao mà mình đi vô mình thấy cái này kia mình nghênh ngang. Mình quy y Phật là mình làm theo lời Phật dạy. Còn miếu mạo thờ tự thì tín ngưỡng dân gian mình vẫn cung kính.
trong cái bài pháp đầu năm con giảng tại công ty Địa ốc Kim Oanh, thần tài gõ cửa nhà ai? Con giảng về cái vấn đề ông Địa với ông thần tài không? Mà con nhớ thầy Lệ Trang đó, thượng tọa Lệ Trang là cái người mà hàng đầu về vấn đề trai đàn chánh tế, trưởng ban nghi lễ đó. Thượng tọa nói có người biểu tôi đem ông Địa ông thần tài cho tôi khai quang điểm nhãn. Có gì đâu, ta thờ thổ địa là người ta phải biết ơn đất đai, tiền chủ hậu chủ. Cho nên tôi cũng khai quang điểm nhãn bình thường. Ông đất đai, mình thờ đất đai mà không biết ơn đất đai, sao mà gọi là thờ thổ địa? Cho nên tôi cũng khai quang điểm nhãn cho người ta thờ bình thường. Chứ mình nghĩ nó mê tín dị đoan. Còn giảng như thế này nè, ông Địa ngồi ông thần tài, ông Địa mạng thổ, thần tài mạng kim, thổ sanh kim, nhân sanh quả. Mình làm gì để ra tiền bạc? Trong nhà chửi vã hoài, âm mưu xấu xa hoài thì thần thánh đi hết trơn trời. Nó khoa học lắm, muốn thờ kiểu gì cũng được, muốn lý giải như thế nào cũng được. Nhưng đã là tín ngưỡng dân gian, cái chuyện đó chuyện của dân gian. Còn mình thì mình cứ con đường Phật, con đường bát chánh đạo thì mình cứ đi. Nhưng mà trình độ người ta chỉ cứ tới ông thần tài, ông thổ địa, mình đập của ông ta sao ta sống. Nhưng mà nè, chú muốn ông thần tài với ông thổ địa mà trong nhà thì đây nè, một ông thổ, ông kim. Thổ mà muốn sanh kim thì nhân phải làm gì thì mới ra quả. Nhà cái lộn hoài, buôn lậu rồi này cái khắc nọ, thần thánh nào dám ở trong nhà. Rồi biết làm gì, suốt ngày mở mắt là cho ông thổ địa là ngay điếu thuốc lá liền à, bắt hút suốt ngày à, mình hút bắt ông hút à, trời đất ơi, mình lao phổi bắt ông lao phổi à, trời ơi, đâu phải vậy. Mình thờ nước phải sạch, bình hoa phải tươi, cái đó cũng là thiền. Không thờ thôi, thờ bông giả để cho khỏi dọn bụi bặm bốn mùa hết mà tới khấn xin cái gì. Tất cả mọi việc trong cái vấn đề thờ cúng đều làm cho mình phải nhiếp tâm chánh niệm. Nước phải thay, bông hoa phải tươi mới, kẹt lắm mấy bông giả. Để cho ông cái bình bông giả, nước một năm chưa thay, rồi mỗi ngày điếu thuốc lá, thì tức là mình ở dơ làm sao, bắt ông ở dơ giống như vậy thì làm sao. Cho nên mọi sự thờ cúng đều nói lên cái sự gì? Cái chuyên cần của con người của chúng ta, cái tinh tấn của chúng ta, và mình cũng tôn trọng. Chứ con không có xiển dương cái tín ngưỡng thần tài. Chùa con mà ông Địa Tạng, ông Di Lặc mà người ta đến cúng một ông Di Lặc rất là to bằng gỗ gì? Thủy tùng. Rất là đẹp, màu xanh của thủy tùng á. Nâu mà nó biến thành xanh luôn vì nước. Mà tay ông cầm cái cục vàng là thôi à. Ai thỉnh thì con cho à, không có thờ. Ta tưởng mình tín ngưỡng tiền, thờ để mà đến vái vái để cho ra tiền, không có. Cho nên cái Trung Quốc là cứ biến cái ông Di Lặc đó là nào cầm cục vàng, rồi đeo vàng, rồi đeo cả dây tiền, rồi để hấp dẫn mấy cái doanh nhân. Con qua bên Thái Lan vừa rồi, người trao giải thưởng cho ni giới á. Cái rồi con đọc xong cái bài tham luận Healing Power, năng lượng chữa trị, mà cái bà chủ tịch á, bà tặng con cái phần quà là cái nhà sàn của Thái á, đẹp lắm. Bà nói là nhìn như vậy để nhớ những vị ni Thái tu trong rừng. Mà đi trong đoàn có mấy ni trưởng nữa, con nói cúng cho ni trưởng Huệ Từ, con không có nhận. Tù là con đọc tham luận, nhưng mà ni trưởng, có ni trưởng mới có mình. Bà cũng không xong mà mở tù và lấy ra một cặp tỳ hưu bằng ngọc. Bà này người Mỹ nghe đó. Bà nói giờ tôi tặng du cái cặp này. Tất nhiên là bà biết châu Á thích cái đó, chứ Mỹ đâu có thờ tỳ hưu. Đó, chắc mấy vị này là tỳ hưu có trong nhà hết phải không? Con nói trong đoàn có ni trưởng Diệu Cảnh nữa, cúng cho ni trưởng đi. Nói chưa nào? Cái lần thứ ba rồi, bà nói bây giờ là du là lịch sự như thế đủ rồi. Tôi nói có một cái gì tôi muốn kỷ niệm cho du, bởi vì cái bài của mà du trình bày trong workshop tôi chảy nước mắt. Mình dạy cho người mù niệm Phật Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm, là mình niệm luôn trong cái buổi đó là bà khóc luôn. Bà người Mỹ tu bên Thái,
Mà năng lượng chữa trị nó nhiều cách, nó phải thiền mới trị. Mình niệm Phật bằng cái tâm của mình cũng là thiền. Mình giảng pháp chánh niệm, mình không nói tà pháp, không nói sai chánh pháp cũng là thiền. Các vị ngồi đây nghe nè, mình nhiếp tâm chánh niệm, không để tâm phóng túng cũng là thiền. Chứ phải thiền là bắt chân ngồi mới thiền. Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm. Mình niệm như vậy, cả hội chúng niệm theo. Mà bà khóc. Tôi nói năng lượng chữa trị cho những người mù, người tàn tật là như vậy đó. Là sự chia sẻ bình an, là những cái lời niệm Phật. Đó, hôm đó có hương nhân đi theo, có đúng không? Có nói dối nha. Và cả hội chúng niệm theo. Niệm xong rồi bắt đầu niệm đi Di Đà. Thì hai ni trưởng nói đi kinh hành đi con, nó cho đi. Cả hội chúng đứng lên đi theo hết. Hay quá. Nó chỉ ngồi thiền thôi. Bây giờ người ta thấy kinh hành cũng quá hay. Niệm Phật cũng quá hay. Ngồi thiền cũng quá hay. Mà mấy ông tổ mình hay lắm. Trong thiền có tịnh, trong tịnh có mật, trong mật có thiền. Chia chẻ ra thì cũng tùy theo căn cơ thôi. Chứ có gì đâu. Cũng từ tâm từ và trí tuệ của Phật mà giảng thuyết, mà hướng dẫn. Cho tới con tỳ hưu, con một cặp luôn màu xanh, con cúng dường cho ni trưởng Diệu Cảnh luôn, ni trưởng lên nhận. Cái bà nói, no, now là third time, là lần thứ ba rồi nha, nhất quá tam. Lần này là du phải nhận. Bà chui vô tủ, bà lục lọi một hồi ra, cái cây cành vàng lá ngọc. Mà lần này là phải du nhận, nhưng không có được cho ai nữa. Thôi xin phép quý ni trưởng, bây giờ bà muốn quá rồi, chứ còn con muốn cúng cho ni trưởng Phước Viên. Ba ni trưởng đi. Thôi thôi, nhận đi cho bà vui lòng. Và con về, trong đoàn con em nó đi theo. Sư phụ kỳ ghê, không chịu lấy con tỳ hưu. Con đó là phát tài. Nói ra nào. Tỳ hưu là thên lắm mà. Mới đầu năm mà bà nó người Mỹ mà tặng sư phụ con tỳ hưu mà sư phụ không cầm về. Hên biết bao nhiêu. Ta nói hên đâu không thấy, chỉ biết con tỳ hưu ăn vô mà không bao giờ đi ra hết rồi. Nói cái đó là thấy vô liêm sĩ rồi. Không khoa học rồi, bệnh tật, tham lam, ăn mà không bao giờ đi ra. Nhận mà không bao giờ bố thí là con tỳ hưu. Chứ các vị phải đập hết cái con tỳ hưu đi. Một cái tín ngưỡng quá tham lam của Trung Quốc truyền cho chúng ta mà chúng ta thờ cúng ở trong nhà. Tôi nói mày tham quá, cho nên là xin lỗi tôi bằng mày luôn. Mày tham quá, mày mới đòi tao đem con tỳ hưu về. Con ăn mà không bao giờ ý ra. Cho nên có những cái tinh hoa thì mình lấy, những cái không phải tinh hoa dẹp. Con tỳ hưu các vị có biết không? Nó không bao giờ ý ra. Và người ta thích nó là bởi vì nó chỉ đi vô thôi. Thì chẳng ung thư là gì, chẳng chết là gì. Các vị thử một ngày không có đi ra xem có đi bệnh viện không. Mà nuôi nó trong nhà như thế. Còn buổi sáng xoay ra, đêm xoay vô gì đó, nghe kể vậy đó. Cho nên mình có những cái là mình phải dẹp, chấm dứt ngay. Tôi đâu có tham như, tôi đâu có tham nên tôi đâu có nhận. Mà tôi cũng không nghĩ gì. Con không hề nghĩ tỳ hưu gì hết á. Con chỉ nghĩ con nhỏ con không nên nhận, cái đó để cho ni trưởng thôi, con không có ý khác. Quà cứ cho các ni trưởng đi, mình còn nhỏ không có các ngài sao có mình, vậy thôi. Nhưng mà đứa đệ tử nó nói làm cho con phải kể chuyện cho các vị nghe. Con nó hên lắm sư phụ, nó chỉ ăn vô mà không bao giờ nó đi ra hết rồi. Cho nên có nhiều chùa cũng để tỳ hưu nữa. Có không? Bây giờ làm sao dám nói có. Rồi Phật tử mua cúng thầy. Con này hên lắm là sư phụ rồi này kia. Con tự đặt ra. Nói lên một cái quan điểm tham lam vô cùng tận. Những con vật đó có thấy đâu. Nó có đâu có thấy ở trên đời đâu. Đó. Cho nên cái quan điểm bố thí, đó là một cái quan điểm rất tuyệt vời trong cái là phúc lợi xã hội. Xin mời thầy đọc tiếp. Phật giáo chủ trương rằng mọi tôn giáo không chống trái lời dạy đạo đức của nhân thiên mọi người nên bảo hộ và tôn kính. Mặc dù Phật giáo lấy đạo đức nhân thiên làm nền tảng, nhưng không chủ trương
chúng là cao tột. Trên chúng còn có đạo giải thoát, xuất ly sanh tử, đạo Bồ Tát từ lời lời tha, vô thượng Bồ Đề, chánh đẳng chánh giác. Phật giáo dễ dàng chấp nhận các nền văn hóa khác và ngay cả sử dụng những điểm tốt của tôn giáo bạn để truyền bá Phật giáo. Không giống như những tôn giáo khác chủ trương nhất nguyên, nhị nguyên luận, vân vân, xem tôn giáo là văn hóa của người khác, là ma quỷ phải tiêu diệt. Do đó, quan điểm này tạo nên sự hồ hằng, tôn giáo và sắc tộc to lớn, oan oan tương báo, sát hại nhau không dứt. Trong thế kỷ mới, những nhóm như Taliban, Hồi giáo cực đoan cai trị Afghanistan từ năm 1996 rõ ràng không tránh khỏi sự hoại diệt bởi xu hướng thời đại. Nếu không, số phận nhân loại sẽ là một đại bi kịch. Như vậy là chúng ta phải nắm vững cái phần này để nói lên cái quan điểm triết học của chúng ta là không chống trái, khoan dung. Nhưng mà không phải vì như vậy mà mình đạo nào cũng được. Khi chúng ta so sánh các quan điểm triết học với quan điểm Phật giáo, phải nói nó nổi bật lên những cái điểm mà những tôn giáo khác không có. Đó. Nhớ như vậy. Cho nên câu 1 đó, chúng ta làm đạt yêu cầu đã chiếm 60% số điểm rồi. Còn câu 2 thì chúng ta viết thì được 40%. Cho nên rất là dễ pass. Chẳng lẽ không kiếm được điểm trung bình đó. Mà để rớt là coi như quá tệ rồi. Nên rớt vì không biết gì. Nên rớt, đúng không? Ai viết tha tiểu luận thì viết cái câu 1 là tiểu luận. Thế thôi. Ai muốn làm tiểu luận thì viết câu 1. Khuyến khích các vị nên thi. Thi là xong, khỏe. Khỏi ngồi suy nghĩ rồi viết lung tung, copy tùm lum hết, rồi cũng chả ra gì, thi. Lúc đó là cái gì mình nhớ là viết ra. Còn tiểu luận phải có khả năng viết lách, hãy làm tiểu luận. Có nhiều người làm biết viết tiểu luận, làm cho ông thầy điên đầu luôn, biết chấm cái cách nào. Copy xuôi ngược hết trơn trọi, không có đầu đuôi gì hết. Đó. Mình đừng có làm cho ta đánh giá thấp cái khoa của chúng ta. Khoa của chúng ta rất quan trọng và trong đó có rất là nhiều giới trí thức học. Đó. Xin thầy đọc cho con phần Sa môn không bàn luận chính trị. Trên cái phần vừa rồi. Sa môn không bàn luận chính trị. Chính trị và tôn giáo phân khai là xu thế tất nhiên trong thời đại mới. Nếu không, sự liên kết giữa hệ thống chính trị và các tổ chức tôn giáo có thể dẫn đến các nhân vật chính trị sẽ thao túng tuệ đoan của quần chúng và đưa đến một nguy cơ hủ bại và tục hóa cộng đồng tôn giáo. Hơn thế nữa, các nhà chính trị thời xúi dục tín đồ phát động chiến tranh tôn giáo vì lợi ích cá nhân. Do đó, một Phật tử chân chính không bao giờ bị cuốn trôi vào vòng xoáy của chính trị. Như trong kinh Tân Nhất A Hàm, phẩm kết cấm quyển 42, có một nội quy định tỳ kheo không nên thân cận với quốc vương, nếu không có thể xảy ra 10 vấn đề bất lợi cho tỳ kheo và phương hại đến giáo đoàn. Trong kinh A Hàm quyển 49, kinh Đại Không quy định rằng Sa môn không nên bàn luận việc quốc vương và đấu tranh. Trong kinh Tân Nhất A Hàm quyển 43, phẩm thiện ác, Phật bảo các tỳ kheo rằng các vị không nên khen hay chê việc trị quốc của vua và không nên bàn luận thắng liệt của vua. Bởi vì Phật giáo không có biên giới, không có đảng phái, không tham dự đấu tranh chính trị. Tuy nhiên, Phật giáo không phải không quan tâm đến sự thịnh suy hay biến loạn của quốc gia. Nếu gặp vua tài, tướng giỏi cũng nên có những lời khuyên hợp lý. Nhưng trong kinh Trung A Hàm quyển 35 phẩm phụ thế, kinh Trường A Hàm quyển 2 kinh Du Hành, kinh Tân Nhất A Hàm quyển 34 phẩm thất nhật có đưa ra 7 phương pháp trị nước, cơ bản chủ trương vương thần cần mẫn và thương dân, lấy tâm hòa hợp để bàn việc nước. Nhân dân phải đoàn kết, trên dưới phải hòa thuận, tôn trọng ý kiến lẫn nhau. Không vô lễ, biết tôn trọng pháp luật, kính tín tôn giáo thành tâm cúng dường, lấy tôn giáo làm hộ quốc an dân, an định xã hội, nhân tâm,
dùng chính trị mà trị quốc an dân, hộ trì tôn giáo. Đệ tử xuất gia của Phật ở bất kỳ nước nào đều phải yêu nước, quan tâm chính trị, nhưng không được thiên về bên nào. Cho đến người Phật tử tại gia không những quan tâm đến chính trị mà còn tham gia chính trị, tuy nhiên không được lợi dụng quần chúng tôn giáo để làm công cụ chính trị. Như vậy chúng ta thấy là đệ tử xuất gia thì chắc chắn không được quan tâm đến chính trị rồi. Quan tâm là hiểu biết, không? Quan tâm chính trị nhưng không được thiên về bên nào. Cái câu này chúng ta nên lưu ý. Nói cái này người ta dễ hiểu lầm lắm. Chúng ta nên bỏ cái câu đó đi. Quan tâm nhưng không tham gia. Đó, quan tâm để biết nhưng không tham gia, nhưng mà phải chấp hành quy định pháp luật của nhà nước. Chứ nó không thiên về bên nào rồi mình làm loạn sao? Đó, quan tâm nhưng không tham gia chính trị mà phải là chấp hành pháp luật của nhà nước. Ở đâu là ăn cây nào rào cây đó đi. Cái đó chắc chắn là phải như vậy rồi. Chứ mà mình là một cái người ở trong một xã hội mà ta sợ mình, ta nghi kỵ mình, sao mình sống? Đó. Cho nên đệ tử xuất gia của Đức Phật bất kỳ đất nước nào cũng đều phải là phải yêu nước, rồi chấp hành pháp luật của nhà nước. Đó là cái câu đó là nên viết. Còn người Phật tử tại gia thì quan tâm, có thể tham gia nhưng không được lợi dụng quần chúng và tôn giáo để làm công cụ cho chính trị. Người Phật tử làm chính trị có khi rất tốt. Người ta đem nhân quả vô trong vấn đề là điều dân sắp phép nước, rất tốt. Nhưng người tu mình thì tốt nhất là mình hãy là tu tập làm sao tạo ra cái năng lượng bình an cho cái chùa mình đang sống, cho cộng đồng tăng đoàn mình đang, cho đệ tử của mình, rồi cho tất cả những nơi mình đến. Thì cái điều đó là cái điều Đức Phật đã đi qua. Chẳng hạn như là khi A Xà Thế cho người đến hỏi Phật có nên đánh cái nước Bạt Kỳ không, thì Phật cũng đâu có binh bỏ nước nào. Phật nói trong nước Bạt Kỳ họ đang vâng giữ được 7 pháp kiện toàn quốc gia, nên đừng đánh họ. Đánh là thua, vì trong nước người ta có 7 pháp kiện toàn. Pháp tôn kính trưởng lão, tôn kính các cái đền thờ miếu mạo, không ăn hiếp phụ nữ, không bắt nạt trẻ con, biết là cúng dường bố thí giúp đỡ, biết tôn trọng các bậc A-la-hán, vân vân, có 7 pháp. Rồi đoàn kết làm việc thường xuyên, sống trong đoàn kết, giải tán trong đoàn kết. 7 cái pháp đó làm cho đất nước người ta vững mạnh. Cho nên hãy nói với Vũ Xá, đừng đánh nước Bạt Kỳ làm chi. Chỉ khuyết như vậy. Vì sao không đánh là đưa ra lý do. Đó. Cho nên chúng ta thấy Đức Phật khuyên một cái vị sa môn không bàn luận chính trị, không có can thiệp sâu vào việc chính trị. Nếu mà các vị viết tốt, chúng ta cần một câu là được rồi. Sợ viết không tốt phải cho thêm câu 2 để gỡ gạc. Nhiều khi viết câu 1 nó lạc đề đồ này kia, còn có câu 2 nó gỡ, chứ đúng ra một câu thôi mà mình liên đới được các vấn đề để nổi bật quan điểm Phật giáo là coi như rất khỏe. Nhưng mà sợ nhiều khi cái người đó là nó viết lung tung hết lên rồi không có cái chỗ nào để gỡ hết, nên phải cho thêm cái câu 2 vô. Chứ còn thật ra một câu đó thôi. Bởi vì quan điểm Phật giáo là khoan dung nè, quan điểm Phật giáo là bảo vệ đời sống, rồi không chiến tranh, vân vân. Quan điểm Phật giáo là xây dựng cuộc sống an sinh trên cái nền tảng đạo đức nhân quả. Quan điểm của xã hội là phúc lợi xã hội. Các vị viết được không? Viết được một câu không? Làm một câu mà trong nó xuyên suốt các quan điểm Phật giáo là nó đúng cái ý của con hơn. Nhưng mà sợ nhiều người viết tào lao là không có đường nào gỡ rớt luôn. Làm một câu rất dễ. Chúng ta trình bày các quan điểm triết học ngắn gọn. Ngu gì viết dài, mất thời gian, ngắn. Các nhà triết gia phương Tây cũng có các quan điểm Plato, Aristotle, mỗi ông có 1 câu, 2 câu gì đó. Mà mình học vậy mình ôn lại con đường đi của triết Tây luôn.
chết đông luôn. Khổng Tử, Lão Tử, Đức Phật, hay lắm. Các Marx đi lượt. Sao mà tất cả những con đường đó, đó là chính trị xã hội của các triết gia phương Đông, phương Tây trong nhiều thời đại. Nhưng đến Đức Phật không hề làm chính trị. Không chứ nào. Con đường đi của Đức Phật là đem lại an lành, hạnh phúc cho chư thiên, cho loài người. Mà chính bằng gì? Bằng năng lượng tu tập, trải nghiệm của cuộc đời Ngài. Từ bỏ cung vàng điện ngọc, đi vào chấp nhận một đời sống tu hành, một người khất sĩ, một người ăn xin, đúng không nào? Để chứng tỏ con người tu tập không còn cái bản ngã. Vô ngã là niết bàn. Mà trong cái vô ngã là cái vô ngã. Đã vô ngã là phải trí tuệ mới vô ngã được. Mà đã là trí tuệ rồi thì trong mọi hoàn cảnh thì đều có những cái phương pháp, những lời khuyên, lời dạy cho người ta an lành, hạnh phúc. Cho dù đối tượng đó là vua, là quân vương, là hoàng thân quốc thích, là cửa kẻ nghèo, giai cấp cùng đinh. Cho nên trong cái đường lối tăng đoàn của Phật là có dân chủ, có tự do, làm nào bảo vệ cuộc sống, môi sinh, môi trường, phương pháp phúc lợi xã hội vân vân, tùy theo cách trình bày của mỗi người. Thì một câu thôi, được không? Thì các con rất là tin tưởng khi mà tóm lại là ra một cái đề đó. Tiểu luận cũng một cái đài đó thôi. Thì cái đem chép nguyên si, cái đem nộp là chết ạ. Chép nguyên si cái giáo trình là vất á. Tiểu luận cũng ngắn thôi chứ đây ba mấy trang mà. Tiểu luận mười mấy trang. Ngắn gọn. Còn bài làm, người viết giỏi lắm là hai tờ giấy, hai cặp. Hai tờ giấy thi. À, viết cho đọc cho được. Thế thôi. Thì tự nhiên có một cái kỳ thi mà mình nắm hết cái quan điểm của Phật giáo đối với vấn đề xã hội. Rất là hay. Khỏi tách ra. Tại vì tách ra tách vô gì thì cũng nằm trong đó. Mà con phải cho một cái câu dự bị là rất ngán những người không học bài mà vô viết lung tung. Cho nên phải thường thường hay cho cái câu dự bị để cho các vị kéo điểm lại. Suy nghĩ lắm á. Chứ còn đúng ra các vị viết một câu thôi là đã thể hiện cái sự quán triệt của mình đối với môn học rồi. Thôi bây giờ thì rất mong trong cái thời gian từ đây đến ngày thi là bao lâu ạ? 2 tuần. Thì chúng ta chỉ dành ra chừng mấy buổi thôi là nắm được cái môn này. Một câu. Một câu mà nó nắm hết toàn bộ quan điểm triết học chính trị xã hội Phật giáo. Nó nói Karl Marx là một nhà tư tưởng nhân loại trong 1000 năm qua. Đưa ra quan điểm xã hội không có giai cấp thì rất là hay. Nhưng không thực hiện được. Bởi vì là cái cơ chế bản bẩm chất của một chúng sanh là bởi tham sân si. Trên cái vật lý giai cấp này mà trí cái giai cấp khác là không thể thực thi được. Hay á. Chúng ta viết đơn giản thôi. Không, rõ ràng. Mà đừng có làm cho con không biết mình đang viết cái gì. Con đọc mà con không biết là đang muốn viết cái gì là con muốn bực lắm à. Và mong rằng quý thầy, ni sinh, các học viên trong lớp đào tạo từ sau khóa 4 sẽ có một kết quả tốt đẹp cho cái bộ môn triết học chính trị xã hội trong cái học kỳ 1. Đồng ý không ạ? Vỗ tay lớn lên xem ạ. Rồi sang cái học phần 2 chúng ta sẽ được học với sư Hằng Liên nhiều cái hay nữa. Rồi xin chúc các vị làm bài hăng hái, thư thái và viết những cái điều mà mình cảm thấy không có gì mà mệt mỏi nha. Tự trong cái ngòi bút chạy ra. Được chưa nào? Thoải mái. Đó. Rồi chúng ta cố gắng ôn bài, xem bài. Rồi cái người mà chịu khó ngồi ta viết. Ta viết thử một lần. Ta xem lại coi chính mình có chịu nổi không. Trời ơi, chính mình đọc mà không hiểu mình viết cái gì, bắt mình nộp. Nó quá sức là kỳ cục. Mình đọc lại nghe có chí lý không à. Đúng không ạ? Đúng rồi ha. Xin chúc lớp chúng ta về ôn thi tốt đẹp. Và chắc chắn là chúng ta sẽ còn có những cái lớp buổi sinh hoạt lớp ý nghĩa và mang lại nhiều sự lợi lạc cho vấn đề tu học và nghiên cứu của chúng ta. Xin chân thành cảm ơn lớp.
đào tạo từ xa khóa 4 A Di Đà Phật. Đã xin nhờ thầy hồi hướng.